Hội Cựu chiến binh phường Hóa An, thành phố Biên Hòa vừa tổ chức hội thi cờ tướng và bóng bàn nhằm chào mừng đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu các cấp. Theo đó, đội cờ tướng được chia thành 4 đội và bóng bàn là 2 đội. Các vận động viên được huy động gồm hội viên cựu chiến binh, hội viên người cao tuổi và trường trung học cơ sở Tân An cùng tham gia thi đấu. Sau hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba cho các đội có thành tích xuất sắc ở từng bộ môn. Với tinh thần văn hóa văn nghệ sôi nổi, Hội Cựu chiến binh phường Hóa An đã thành lập được 1 câu lạc bộ bóng bàn và 1 câu lạc bộ cờ tướng và thiết kế thêm hội thi hát karaoke trong dịp này. Đây là hoạt động được diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội cựu chiến binh gương mẫu các cấp, kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5.